thúng đi anh. Bán cá được chiều lại xuống chuyển lại hả anh? À, cứ 4 giờ này, 4 giờ sáng ngày mai lại. Người ta sắp cho nó gọn vô nha các bạn. Rồi khi á, rồi người ta xuống người ta bóc cũng từ chiếc như vậy đó. Thank you.